Là vậy đó. Là sao nữa? Là chị đó hay gì? Là chị mà. Tự nhiên là chị mà sao là em? Là chị là sao mà em? Clip này cái gì vậy trời? Clip mà đúng hại não luôn nè. Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel Thái Thuốc Bổ. Thì hôm nay mình sẽ reaction một cái clip đang cực kỳ hot ở trên Facebook. Đó là cái clip này là có hai cái, đó là đang nằm trên tường nhà của anh Lê Thanh Hải. Thì mình có nhắn tin xin ảnh rồi nhưng mà chưa thấy ảnh trả lời, thì mình sẽ reaction hai cái clip này nha các bạn. Là cái clip có tiêu đề là thanh niên hớt tóc chơi trọn gói rái tai lột mụn gội đầu 210k xong rồi đứng lên đòi về định khỏi trả tiền, ba cái mặt cười. Tội em chắc áp lực học hành thi cử nhiều quá. Nguồn clip Dương Thuy, chắc Thùy Dương á. Ok, vô nha. Mình không có cái nguồn của Thùy Dương thì mình xem trên clip của anh Lê Thanh Hải. Vô anh em ơi. Đây, mình sẽ coi từ trái sang phải nha. Vô. Trước khi vô Ủa tự mình nhiên đi. sẽ bấm dừng lại và mình sẽ mở hết màn hình lên cho các bạn xem. Không có HD rồi. Clip này nó bị mờ quá. Để anh em coi coi đỡ nha. Vô. Đi cắt tóc mà không trả tiền mà hỏi Không bình có, thường. em bị ăn thuê nha. Cái gì? Ủa tự nhiên đi cắt tóc mà không trả tiền mà hỏi Không bình có, em thường. bị ăn thuê nha. Bị ăn thuê là sao? Bị ăn thuê là sao em? Ý là em chỉ còn trả tiền chị thôi chứ chị đâu có cần em bị ai gì đâu Là em. có ai đi hớt tóc tôi nãy nhiêu tôi hành này hai Hai trăm trăm mấy mười 210 210.000. Đấy là làm cái gì nói lên cho người ta Cắt biết. tóc nè, cạo mặt nè, lột mụn nè, rái tai nè, gội đầu 210 tự nhiên cắt tóc làm xong ra tính tiền nè. Trời ơi tự nhiên tính tiền gì đi về một nước à. Nhân tự nhiên Đi về, đi về, đi về, bực bội quá, bực bội quá. Mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi. Tự nhiên đi về gì em? Chị nói thiệt với em, nếu mà em thật ra em nói là chị ơi em không ăn tiền thôi em. Chị có thể cho em, chị nói thiệt thẳng thắn với chị thể cho em đi. Nhưng mà con người em nghi ngờ quá, tự nhiên em đi ra xong em tính tiền của họ chị nè. 9 giờ rồi, bây giờ cũng vẫn ở đây đợi làm cho em nè. Mà bây giờ em nói chuyện như vậy. Ủa, nói chung là mọi người nó điên khùng quá lên. Em bình thường chất lượng nói chung là mọi người đừng có điên khùng quá là được. Gửi gì nữa, cái gì chút là bây giờ em nói chuyện như vậy. Nói chung là mọi người nó điên khùng quá là được. Em bình thường chút là ok. Bình thường chút là ok. Nãy giờ thì đọc cái tiêu đề thì cho thấy là cái thanh niên này đi vào tiệm, một cái tiệm salon tóc, là hớt tóc rái tai lột mụn làm cái gì đó, full combo gội đầu nữa là 210 ngàn. Đó là mình không biết cái tiệm salon này tên gì, nhưng mà xong cái vụ này là tiệm salon này sẽ cực kỳ hot đó. Là cái cách mà nói chuyện đầu tiên vô thôi là tôi đã cảm giác như là ông này là ông không được bình thường rồi, ông không được bình thường rồi đó. Là hai người này, là hai người con gái này là biết rồi hay sao á, tôi cảm giác hai người này phải biết chứ. Nhìn cái cách nói chuyện của người ta thôi là mình cũng phải biết rồi. Thí dụ như một người mà láo á là người ta sẽ nói chuyện theo cái cách khác. Nói chung là thì giờ không có tiền nữa rồi sao, hay là thì bây giờ không có tiền đó rồi giờ muốn gì hay sao là láo. Còn mấy người ta khờ là người ta sẽ xin, bây giờ em không có tiền, cho em này nọ đi hay sao, bữa nào em ghé em trả hay gì. Ở đây không có cần BAT, ở đây ở đây em đang đang BAT nha. Nói chung là mọi người đừng có đừng có khùng khùng điên khùng quá là được. Bình tĩnh chút là ok. Còn lại lấy cái gạt cười của mày lại. 9 giờ rồi bây giờ cũng vẫn ở đây đợi làm cho 9 em giờ nè. tối à 9 giờ tối Mà bây giờ em nói chuyện như vậy. Ủa, nói chung là mọi người nó điên khùng quá là được. Em Bình thường chất lượng nè. Vậy chị đi hỏi em chị đi phụ chị. Là chị gì đó? Mà chị Cái gì? nói cái gì? Anh nói cái gì vậy? Bà chị này hỏi anh là mà chị điên khùng cái gì? Anh trả lời cái gì? Là chị Chị đó? Là chị Mà đó. chị Là chị đó hay là vậy đó?
ông nội này nói chị không nghe rõ nha. Là vậy đó, là vậy đó. Là chị mà. Là vậy đó. Bây giờ là em nói cho chị biết là chị điên khùng cái gì. Là vậy đó. Chị đó là sao cha? Cha không nói ra sao mấy con biết? Đây là hai người chị lớn của cha cũng không hiểu, rồi con trai út của cha ngồi đây cũng không hiểu cha đang nói cái gì luôn. Là vậy đó, là vậy sao mình phải sẽ giải thích ra. Là vậy đó. Là sao nữa, là chị đó hay gì? Là chị mà. Tự nhiên là chị mà sao là em? Là chị là sao mà em? Clip này cái gì vậy trời? Clip mà đúng hạn ảo luôn nè. Là vậy đó. Trời, ủa là sao em? Là chị mà. Là chị mà vừa xong cái tới cái bà chị cầm máy quay cameraman á. Tự nhiên là chị mà là sao là em? Là chị đó. Là chị mà. Tự nhiên là chị mà sao là em? Là chị là sao mà em? Thêm cái bà chị cameraman nữa. Bà đã người ta là đang nhức đầu rồi. Hôm qua không biết có dính đồ đạc gì trong người không nữa. Nó đang nhức đầu rồi. Mà bây giờ đã vô đây quần mấy người này rồi. Thì thí dụ chị thấy người ta nói chuyện như vậy, chị không hiểu, chị hỏi lại đi. Chị hỏi cái câu cũng căng quá chị. Đã thằng nhỏ nó đang nhức đầu dữ lắm mà nè, đầu cổ nhỏ nó bị chicana cana nè. Nhưng mà cái này á, tôi nói thiệt với anh em là như thế này. Thì khi mở cái clip mình lên coi thì vài câu nói đầu tiên thôi thì mình đã thấy được là cái thanh niên này, bạn thanh niên này là không được bình thường rồi. Có vấn đề về thần kinh. Tôi đảm bảo anh em luôn là có vấn đề về thần kinh. Nhưng mà mình biết người ta như vậy, nhưng mà tại sao mình cười? Tại sao mình cười? Mình cười là mình có tội đúng không anh em? Tại vì người ta bị như vậy là mình không được quyền cười. Đó, không phải không được quyền mà là mình tôn trọng người ta, mình không cười. Chứ không phải là không được quyền cười. Mà anh em, tôi dám hứa với anh em là cái clip này quá mắc cười. Trong cuộc sống mà, đúng không? Cái gì quá mắc cười mình phải cười thôi chứ sao giờ. Tự nhiên là chị mà sao là em? Là chị mà. Mà tự nhiên là chị là sao mà em? Tự nhiên là chị mà sao là em? Tiệm chị tiếp khách cho em từ nãy giờ. Ừ. Chị 9 giờ chưa được về vẫn ở lại đợi khách cho em, tạo để cho em làm 200 mấy ngàn mà bây giờ em đi ra em nói em không biết. Má mệt đau bụng quá. Có tiền là sao? Đau bụng thiệt. Là cũng bình thường. Điên ghê trời. Má tao điên. Thì bây giờ em trả tiền cho chị đi rồi em về bình thường. Chị cũng chai nước cho vợ nắm. Còn lại cha một điếu cho cha, một điếu thôi mẹ. Ông ăn cái gì tôi cúng nè, ăn gì mai nói tôi nhắn tin qua Facebook cho tôi mua tôi cúng ông cho ông gửi lên cho ông ăn, tôi quỳ còn lại cha. Em ấy cũng bình thường mà, uống miếng nước vô cho đỡ nóng chị. Má đau bụng. Đau bụng thiệt. Đừng làm chị nóng nha. Dạ em nóng hơn á. Em nóng hơn. Chị không hiểu. Em không hiểu, chị không hiểu. Em đi vô tiệm tóc tay cắt xong đi về vậy đó hả? Cái gì vậy trời? Ok chị bình thường mà. Hơi chút chút. Đó. Lộ rồi. Nếu như mà người nhà hoặc là bạn của cái bạn này mà có coi được cái clip này, mấy ông đừng có chửi tôi, đừng có comment chửi tôi. Đó, đừng có chửi tôi hoặc là những anh hùng bàn phím trí thức. Nhà nọ, đừng chửi tôi. Đó, bởi vì chửi tôi thì cũng mặc kệ mấy ông, tại vì sao? Tại vì tôi đã nói với mấy ông từ đầu tới bây giờ là tôi đã biết cái thanh niên này là không được bình tĩnh, không được bình thường.
đó. Nhưng mà tại sao, nhưng mà những cái câu nói nó quá trời mắc cười, chịu không nổi. Má tôi kết cái khúc mà cái nè, tôi đã cho kết cái khúc này nè, khúc này là cái khúc cái điểm nhấn của cái clip. Mấy người đừng có điên khùng quá là được. Là chị đó. Là chị mà. Nhưng là chị mà sao là em? Lần đầu tiên tôi reaction mà cười không thể ngưng được. Tự nhiên là chị là sao mà em? Má quá cho bà coi cái clip này. Thôi không coi nữa, quá nhức đầu. Nếu các bạn thấy video reaction này đem lại phút giây giải trí cho các bạn thì các bạn nhớ bấm like và subscribe kênh cho Thang Thuốc Bổ của mình nha. Và đừng quên để lại một cái comment ý kiến cá nhân của các bạn. Nếu các bạn thấy mình reaction thích theo ý muốn các bạn thì các bạn hãy để lại cái link một mình dưới trên Facebook đi cho nó dễ. Đừng có thuộc bản quyền nặng quá nha mấy anh em. Ok, còn bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chào tạm biệt.